Hello Tết. Dữ ha. Nhậu giờ này mới về đó hả? Hôm nay vui quá xá là vui luôn tê. Hôm nay con mới vừa bắt được cướp. Nghe rồi, biết rồi. Sáng giờ ta đồn rồng ngoài mà có hiệp sĩ bắt cướp mà. Hiệp sĩ đường phố mà. Là con á. Tía thấy con trai của tía giỏi không? Giỏi. Nhưng mà phải cẩn thận nha, cả tướng mày nhỏ lắm đó. Bọn cướp bây giờ nó manh động dữ lắm đó nghe con. Dạ, công nhận làm việc tốt, vui dễ sợ luôn á tía. Vui thì vui. Dạ. Nhưng mà vui cũng phải có chừng có mực. Đừng có ăn nhậu bê tha quá, không có được cái không? Dạ. Mà tại vì tâm lòng của bà con tía ơi, mình không nhận sợ bà con buồn. Má mày bỏ mới càm ràm đây đó, liệu hồn quá. Tế. Gì? Con nhỏ như vậy tế có thưởng gì cho nó không? Thưởng cho mày cái cù lâu vậy chứ thưởng. Từ từ vậy. Làm việc tốt, đâu có mong đền đáp con. Vậy tế cũng phải thưởng khích lệ thằng nhỏ chứ. Được rồi. Mai tao đi chợ tao mua cho cái huy chương. Dạ. Rồi đeo vô đi cho nó quay như chó phóc vậy đó. Mà sao ngồi nãy giờ cái xóm mình sao không ai ra cho mình nhiều chuyện chút ta? Để khoe cái bộ vòng mình mới mua hả? Có hả? Có. Vô đây con, vô đây. Ủa Thím Tư. Ôi, ngồi đây. Con uống gì không? Uống gì không thì Thím kêu. Dạ. Uống gì không? Dạ, cà phê. Vậy Hồng ơi, cho nó ly cà phê đá vậy Hồng ơi. Ủa, con đi đâu đây? Dạ, đi lòng vòng chơi. Nè, Thím nói nghe nè. Dạ. Cái vụ bắt cướp bữa hổm á, con giỏi lắm á nghe. Nhờ có con á, mà bà con mình á được yên tâm. Có gì đâu Thím Tư ơi, con thấy bà con mình bất bình cái ra tay tương trợ. Thì vậy là giỏi rồi chứ còn gì nữa. Thanh niên trai tráng á là phải vậy đó nha con. Sau này vợ con bay nó được nhờ. Thiệt hả Thím Tư? Thiệt. Vậy Thím Tư thấy con có cơ hội không? Cơ hội hả? Dạ. Tràn trề. Dạ cảm ơn Thím Tư. Nè, rảnh không? Dạ rảnh. Đi với Thím chút được không? Dạ được. Dạ. Ủa? Nhái có bên nhà không? Có, đủ hai má con nó luôn. Ồ vậy hả? Lâu quá không gặp nhỏ. Nhớ quá, qua nận nhỏ chút xíu. Có gì nhà đâu rồi đòi ghé con. Bây giờ Thím Tư đâu? Đi chợ. Ăn bún riêu. Tại Thím nè, mới mua vòng. Đeo vàng nhiều quá thành ra đi mình thấy cũng ớn quá. Rủ con đi chung. Mà con ăn gì chưa? Dạ con mới vừa ăn cơm xong, con đi sửa răng vòng vòng chơi. Vậy thôi, ra ngoài uống một é đi. Thím Tư bao. Dạ cảm ơn Thím Tư. Ừ, đi con. Khỏi làm cà phê cô Hồng ơi. Thôi đi rồi, đúng rồi. Kìa, công nhận nha, đi với hiệp sĩ cũng yên tâm. Đi con. Trời ơi. Bữa đó vui dễ sợ. Đó tao về tao ngủ mà tao nhớ lại cười bể bụng luôn mày. Có mắc cười luôn. Anh, mai mốt hay anh có đi đâu chơi á, nhớ rủ em đi chung với nghe. Ok. Ê, đây nè. Mùa tới rồi nè. Cái gì vậy? Rồi đi nè, rượu nè, cái này hả, khô một nắng nè. Nè, đó, thấy chưa, còn tôm khô của cửa, đó, tao ngon quá vậy nè, đó. Rượu này nha, ngon lắm nha. Rượu gì vậy? Rượu ngâm á, rượu tỏi. Ồ, rượu tỏi hả? Rồi, uống vô có bị ngủm củ tỏi luôn. Bạn bà, rượu này tốt lắm đó, tao ngâm để tao uống. Nhưng mà tao thấy tụi bay giỏi, có công á, tao mới thưởng cho đó. Vô bánh rồi nghe con nè. Vậy con có được phần không? Không. Mày đâu có công gì đâu. Mày mà uống là tao tính tiền. Đúng là cuộc đời đối xử bất công. Không thèm ha. Tôi ra ngoài kia tôi uống cà phê cho sướng. Ôi trời ơi. Tám đàn. Vậy? Bà dân chơi chút xíu, ở đây nhậu cho vui mày. Thôi cảm ơn ha. Ai được mời thì người đó hưởng đi. Thôi có kìa. Thôi bà ăn đi. Bà bán dữ rồi nha.
chồng đó còn. Cái gì kêu tao lấy thêm cho hen. Ok dạ. Đi nha. Tao vô á. Dạ. Cái gì kêu nghe. À, đương nhiên rồi, ông bà mình nói làm việc tốt thì thế nào cũng được đền đáp mà. Dạ, vậy em xin kính anh một ly. Anh kính em một ly. À, dạ. Vô. À, trời ơi. Ê, mà hai anh em mình giống kết nghĩa huynh đệ quá mày. Dạ. Mà có sao đâu, anh em mình ở chung xóm với nhau, tình thân mến thân quá trời rồi. Vô, 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 gõ gót đi nữa nè. Đó, đó. Đó, rượu hoa quanh. Ừ. Rượu này uống vô đã vậy dạ. Em kính thêm anh thêm cái nữa nè. Huynh dạ. Kính đệ. Dạ. Kính huynh. Ừ. Ngon quá mày ơi. Quá đã. Làm miếng mồi coi. Trời ơi. Đó, của kẹo ha. Tôm khô ha. Hộp thịt bắt khảo. Ok, người ta cho ăn gì ăn đấy. Ngon quá. Bắt đi thôi. Mùi tỏi bá cháy à. Làm miếng khô rồi nè ta. Anh ơi. Rồi, bây giờ mình còn có nhiêu đây. Để em rót cho anh đầy đi hết luôn. Tràn luôn. Rồi ly của em còn bao nhiêu em hưởng bấy nhiêu. Ê vậy 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 vậy. Vậy vậy không có rót vậy. Ừ. Ừ, trên bàn nhậu phải ăn đồng chia đủ chứ gót cho đều nha. Không đâu có được. Anh là anh, em là em. Anh uống nhiều đi, em uống ít chưa. Đó được. Vậy em út nó nói lớn hơn khiếp nhỏ rồi sao. Đâu không có, cái này em út nó chịu. Anh cứ bậy. Đâu mà. Không được, không được, không được. Em út là phải gót cho đều. Ăn hiếp em út là người ta coi ra gì. Quanh da chết à. À dạ anh nói thì đúng rồi, vậy là em sai, lỗi của em. Của mày đừng có cãi, có lỗi của anh. Thôi coi như vậy là lỗi của hai anh em mình luôn đi. Ừ vậy đi. Ủa hai anh em mình lỗi rồi thằng nào đúng? Ai chúng cũng được, mình nghĩ sao anh em mình vui là được. Tối nay có cái trận siêu gì? Siêu kinh điển á, coi không? Ừ, siêu kinh điển câu xỉnh xỉnh phải đón câu được chứ. Ừ, đúng rồi. Ủa anh mê đội nào ạ? À? Anh là anh mê Juventus à. Bởi vì có Ronaldo của anh. Em thì em thích Barcelona con Messi. Messi. Ông là ông bậy ông ơi. Gì Messi bậy? Có ở đâu hay, Ronaldo mới hay. Ồ, ông nghĩ sao Ronaldo hay hơn Messi? Messi là đẳng cấp thế giới ông biết không? Rồi, vậy rồi Ronaldo mới là thế giới. Ông coi Messi đá chưa mà ông nói mình giống như là đúng rồi á. Chưa. Chưa. Tao không thích Messi lấy gì tao coi. Vậy coi đi. Coi đi nó rồi mới biết nó đá như thế nào. Trời ơi, thằng Messi là nó đá đá. Trời ơi. Cùi bắp. Ronaldo mới là tốc độ mày ơi. Bởi vậy tao nói mày bảo thủ thiệt cái tèo. Trời. Tao dạy mày mà mày không chịu nghe. Tao dạy mày là thằng nào đó hay là nó đã hay, còn thằng nào đã dở là nó dở. Sao mày cứ cãi tao hoài vậy? Đâu anh mày kêu tao bằng mày hả? Anh cứ khỉ khô cái gì nói nãy giờ cãi ngang không? Biết không? Tao đập mày giờ. Tao nói là Ronaldo là số 1 của tao. Tao nói Messi là số 1. Ronaldo của tao mày. Messi. Ronaldo. Bây giờ mày muốn cái gì mày chê thằng Messi của tao hoài. Bây giờ tao mày chơi tay đôi ở đây. Đâu sợ mày hả ra mày. Mày ngon mày đứng im ra tại chỗ sao mày né tao hoài. Hả? Mày ỉ mày làm anh mà tao nói tao mày cứ cãi lời tao là tao quýnh thấy bà mày luôn. Tao qua đây tao đập mất cha mày luôn con. Mày tao qua tao chờ tới bến. Ê mày. Hả? Rồi mày làm sao? Sao mày tao đánh mà mày né? Tao né đâu? Hồi nãy tao mới qua đá sân khách rồi đó. Bây giờ mày ngon mày qua đá sân nhà bên tao đi. Trời hết đâu. Hết đâu tao sợ mày. Đá nhà mày luôn rồi con. Ngon mày vào luôn tao đập cái cha mày luôn rồi con. Đúng rồi đúng rồi. Tao quýnh mày lên. Cái gì vậy? Ngồi xuống. Này bỏ ra đây. Cái chuyện gì? Thôi. Ôi mày ơi. Cái gì vậy tụi bay? Hả? Tự nhiên hai anh em đang hả nhậu vui vẻ vậy sầm là nghĩa sao? Hỏi nó kìa. Hỏi nó đi. Không có hỏi gì hết á. Hồi nãy giờ con uống cà phê ngoài kia con nghe hết rồi. Sao đó cô nghe coi.
Để con kể đùi đâu cho cô nghe. Kể đùi đâu? Cái gì? Không phải. Đầu đuôi mấy ổng làm con quýu hết trơn à. Thì tóm lại á là cũng tại hai cái ông Ronaldo với Messi hết. Là sao? Tao không hiểu gì hết. Thì kết luận có một câu vậy thôi đó. Trời ơi. Và coi nó vô duyên không? Tôi thích Ronaldo của tôi, cái đó bắt tôi khoai Messi của nó theo luôn. Mày không công nhận người ta, tao cho mày ăn ghép. Không, mày vô mày, vô mày. Thôi đi, thôi mày, anh bảy, ui. Ôi, mày cãi ba hoài hả mày? Ôi là trời ơi hả? Hai cái tụi bay hả là vô duyên lắm à. Hả? Cái chuyện đâu hả? Trên trời tay trời u vậy á, tự nhiên cái hai đứa ôm xong là nghĩa sao? Hả? Hai cái ông ở bển nó có giỏi hay dở, mất mớ tới ông đâu. Giờ bà buông tôi ra coi làm gì tôi nè. Mày buông tao ra coi. Buông mày mệt quá. Tới luôn á. Sao vậy mày? Thôi bây giờ đi. Ronaldo là số 1 quá. Đi về. Đi về này, đi về. Bây giờ em đưa anh về nè, bển coi Messi đá ha. Ờ, coi Messi đá. Messi đá. Messi đá là số 1 rồi. Phức dại à. Mày đâu rồi? Ê, còn chiếc chén của tao. Mày, mày kiếm chuyện hả mày? Thôi đi. Tao cho mày ăn chén gì vậy? Hả? Tụi bay á hả? Đúng mà hả? Rượu vào lời ra. Hả? Tao biết vậy tao không cho tụi bay nhậu đâu. Uống xong cái là hả? Đánh nhau hả? Rồi sùm mà mất tình là nghĩa sao hết. Đi hướng này nè. Ê, đi đâu vậy trời? Xuống sao mấy? Trời ơi anh bảy. Tôi mệt không? Để tôi đi bình thường, mày lôi tôi đi mệt quá. Tôi không lôi tôi thì có. Mày làm gì mày lôi tao đi mệt quá mày. Hồi nãy giờ ông lôi tôi không mà tôi lôi đâu. Mày buông tao ra coi, để đi bình thường đi. Buông ông ra cho ông qua đánh lộn với ông Tèo nữa hả? Mày kéo tao đi. Đi đàng hoàng quá. Mày đi vẫn đi lạng qua lạng lại tao trong mặt quá. Không lạng với ai. Thiệt rồi. Chú Tư ơi. Ơi, ai đó? Dạ dạ, con đây. Ủa, con tới có chuyện gì không? À, con có một người bạn ở quê vô gửi cho con mớ bánh này. Cái con bỗng nhớ đến chú Tư. Con qua tính rủ chú Tư kiếm mớ tép xúc lai lai. Cái gì mới giờ này nhậu rồi? Dạ có mồi thì mình nhậu chứ nói chi chuyện thời tiết. Mày á đừng có ỷ mà sức trai trẻ mà tối ngày cứ lo ăn nhậu. Nửa già đi á rồi mới thấy biết cái thân nha con. Trời ơi, tại thím Tư thấy vậy á, chứ con không phải giống như là thằng Tèo, thằng Bảy Cò ở xóm này đâu, ăn nhậu suốt ngày. Con á là có mồi con phải nhậu. Phải không đó? Ít nhậu hả? Ít nhậu sao có cái tên Ba Lít? Không phải. Cái tên Ba Lít này là má con uống chứ không phải con uống. Má mày. Bực mình thiệt nha. Công nhận á, cho ăn cho nhậu hả, miễn phí không tốn tiền. Mà hả còn vô quậy cái quán của tôi. Cãi lộn, quýnh lộn, không biết có gãy bàn của tôi không nữa. À, kiểu này hả, không có chuyện lần sau đâu. Má, vài lần vậy chứ hả, công an ha, nó xuống ha, cái nó dẹp quán tôi luôn. Bực bội đâu. Bảy gãy bàn không nữa. Gì điện thoại vậy này nữa. Ủa anh hai. Dạ em nghe anh hai. Cô Hồng ơi là cô Hồng. Cô là người lớn. Mà cô bày ra chi ăn nhậu cho tụi nhỏ nó đánh lộn đánh lão như con. Dạ em thưởng. Thôi cô khỏi giải thích nữa. Tôi biết hết rồi. Thôi nghe con. Mai mốt cô đừng làm gì nữa nha. Tôi cúp máy đây. Ông Toàn. Mấy con Toàn. Con. Dạ. Tiếc kêu con hả? Trời đất ơi. Tiếc kêu mày kẹp. Làm gì dữ vậy? Dạ tiếc kêu con. Nó mệt quá à. Yêu nó cũng ghê nhau nó. Hai thằng bay tối ngày úp mặt vô cái điện thoại không à. Rồi đem tao quăng xuống sông hết rồi giờ. Mà có chuyện gì tiếc? Ai đứa lớn hết rồi.
Tối ngày á, tí không có nghe bàn tán cái vụ bồ bịch gì vợ con hay chứ. Tối ngày cứ úp mặt vô điện thoại hoài là sao? Trời ơi, bồ bịch tí làm như là thịt kho hộp vịt muốn có là có. Đúng rồi đó tí. Đâu phải muốn có là có được đâu. Từ từ đi tí ơi. Trời đất ơi, tính cái gì nữa mà tính. Hai thằng bây già đâu á rồi. Cũng phải có vợ, cũng có con. Đặng cho tía có cháu, nội, ẩm, bồng rồi chứ. Nhưng mà con còn trẻ mà. Trẻ cái gì nữa mà trẻ. Trẻ hơn tao. Còn mới coi sao? Con đang kiếm. Già đầu của người đất mắc cỡ. Tám. Dạ. Biểu. Có chuyện gì vậy tía? Vô lấy nón đi ruộng với tía chút coi. Ủa sao đi ruộng? Tía không kêu anh Bảy Cò đi chứ kêu con. Trời ơi, Bảy Cò ngày nào nó không đi. Bữa nay tía muốn con đi với tía một bữa cho nó vui. Ui da tía ơi, con đau bụng quá tía ơi. Con đau bụng quá tía ơi. Mày xạo vừa vừa đó. Đau bụng mà ôm cái đầu hả? Đừng không. Con đau bụng thiệt của tía. Ui da. Thôi khỏi đau ở nhà đi, nhà để tao đi anh, tao đi anh. Ừ đau bụng ở nhà đi. Về bữa khác đi nha tía. Ừ, khỏi. Cá thịt kho. Ủa chị sao tính đi đâu vậy? Tao đi chợ chứ đi đâu. Cho tôi đi chung với nha chị. Thì đi ra chợ sẵn đi chơi rồi coi mua gì được mua. Ê hỏi thiệt nha, mày với Bảy Cò phải anh em ruột không vậy? Sao thằng thì ghét đi chợ, mày thích đi chợ là sao? Trời ơi, chị nghĩ làm sao vậy? Anh em ruột thì anh em ruột, nhưng mà thì tôi khác, ổng khác. Có liên quan gì đâu. Thôi kìa. Thì đi. Anh hai. Ủa, má tới hả cô? Dạ. Đêm ăn hôm mà có chuyện gì gấp qua nhà tối vậy cô? Dạ. Em có chuyện gấp lắm anh. Ngồi đi. Dạ. Dạ em cảm ơn. Nước à. Sao em thấy anh hai buồn quá vậy? Giống như mất mùa á. Có gì đâu buồn. Ba thằng Lọ mới cho hay. Nó chuẩn bị cưới vợ. Hả? Anh nói thằng Lọ đó hả? Ừ. Nó sắp cưới vợ rồi. Ồ. Nó chừng mấy bao nhiêu tuổi rồi ta? Cũng 20 gì rồi đó. Trời đất ơi, anh nói em hết hồn luôn á. Em nhớ mới có ngày nào á, nó cởi truồng tắm mưa chạy vòng vòng trong xóm á, mà nay có vợ rồi, nhanh thiệt luôn á. Bởi vì mới thấy mình già. Già. Mà sao em thấy số phận anh cũng hẩm hiu lắm á. Con cái á thì cũng đông, cũng lớn hết trơn rồi, mà không nào có chồng có vợ gì hết trơn á. Mà trong khi anh thì sắp ý em á nói á là bộ anh không thấy lo hả? Thì chuyện vợ con á của tụi nó để tụi nó chọn, rồi tụi nó lo, mình lo làm chi cho nó mệt. Tụi nó không có biết lo thì mình là cha mẹ mình phải lo. Anh không lo chứ em thấy em lo ghê luôn á. Trời ơi, bà nhà tôi bà cũng nói hoài đó chứ. Mà hai thằng nó thấy êm ru à, nó không nhúc nhích vậy đó. Đúng rồi. Thằng Bảy Còn tấm tàn đứa nào không lớn bộn hết trơn rồi. Cưới vợ là phải rồi anh. Cái thằng Bảy Cò đó thì cục mịch. Còn tấm tàn á thì lanh lợi hơn một chút. Mà lông bông quá à, ham chơi, chưa chịu. Anh, sao anh không thử coi sớm mình có đứa gái nào không? Coi được á, mình để ý làm mai cho nó. Mà sớm này có đứa nào đâu. Còn mấy đứa gái lên Sài Gòn làm hết rồi. Lòng vòng còn ai nữa. Anh phải thử thì mới biết được chứ anh. Thử gì cô ơi. Thời buổi giờ mà con cái nó đặt đâu mình ngồi đó chứ. Biết đường đâu thử. Ý, anh ơi, em nhớ rồi. Em có một đứa cháu gái. Nó chưa có chồng. Vậy đó hả? Dạ. Má tía nó cũng nhờ em á, ngó thử coi có đứa nào được á, làm mai cho nó đó anh. Hay, em giới thiệu nó cho con trai anh, được không? Mà cháu gái cô ở đâu vậy?
18. Tía hôm nay đón ai kêu mình ăn mặc lịch sự vậy? Trời thôi kệ để ai biết đâu. Miễn sao tía bắt tôi mặc đồ đẹp thì tôi chịu rồi. Đẹp con khỉ khô gì. Ê, nói nghe nè. Gì? Cáo này mình mua ở đâu rồi? Thì mua ở shop trên Sài Gòn á. Chỗ đồ này đồ hiểu nha, mắc tiền lắm, em lựa cho anh đó là đúng luôn á, đang hot đó. Nhưng mà lần sau không ấy đổi cho tao lớn hơn 2-3 số rồi đi, mặc chật quá khó chịu quá. Cái mẫu này nè, trong hội sò lụa chị em của tụi em á, trên Sài Gòn đang hot đó nha. Bây giờ tao mặc tao phải show body ra, thấy không, ôm sát vô thấy bụng thấy muối đồ vô mới được, mới đẹp chứ. Hội sò lụa của mày là cái hội hay thích ăn sò lắm hả? Không có sò, tại cái nickname của cái hội thôi, sò lụa 2019. À, sò lụa 2019, tụi bay thích ăn sò lắm của tao. Em nói nghe nè, mà anh mặc cái bộ đồ này phía trên đó thì nó cũng tươi tươi rồi đó. Lịch sử rồi không? Cái đôi giày màu vàng em mua cho anh bữa đâu? Thôi mẹ, tao mặc cái này tao đã khó chịu rồi, kêu chồng thêm cái đôi dài vô nữa, bây giờ tao muốn cởi ra luôn á. Trời ơi, thì tiếc khi mặc đồ lịch sự thì chịu khó mặc cái xíu đi. Mệt quá, có mặc đồ là lịch sự rồi, chừng nào không mặc mới không lịch sự. Khách tới ngày đứa ơi. Dạ, em chào anh hai. Chào hai con cháu. Chào chú hai đi con. Dạ, con chào chú. Đi vô nhà con. Dạ. Chào cô đó con. Mời hai cô cháu ngồi. Cảm ơn con. Dạ. Anh Bảy, anh Bảy, son của con nhỏ này á là son hiệu nè, còn son này á là son chợ 10.000 chục. Nước được không? Dạ. Anh à, bé này là con bé Trinh, cháu của em, còn đây là anh Tấm Tàn, anh Bảy Cò, con chú hai đó con. Dạ em chào hai anh. Em tên là Ngọc Trinh phải không? Dạ không, em là Mai Trinh. À vậy hả? Ngọc nước đi con. Anh thấy không, coi bộ tụi nó hợp nhau rồi đó. Con nói con nghe nè, chú hai á, tuy á ổng thấy ổng nghiêm khắc khó tính vậy chứ ổng không có hà khắc lắm đâu, con đừng có lo. Vậy ha, con nói vậy thì con cũng yên tâm. Nói nghe nè, con cứ coi mắt trước đi, chừng nào á mà chịu rồi á thì nói ba má con thu xếp rồi qua gặp sau ha. Dạ. Nhưng mà sao trong một trong hai thằng đó con thích thằng nào vậy? Anh Bảy Cò thì hiền quá à, cứ im ru bà rù à. Hiền hả? Không sao đâu, người ta nói á, củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài, như vậy mình mới dễ sai. Nhưng mà con thích anh Tấm Tàn hơn, mà không biết anh có chịu con không nữa. Không chịu. Con vừa đẹp vừa giỏi vậy mà nó không thích, nó ngu lắm á. Nói vậy nói, có số điện thoại rồi hai đứa gì nói chuyện đi, hợp là tới à ha. Dạ. Cái con bé mà cô Hồng vẫn ở đây coi cũng được, cũng dễ thương, không có nói chọn thằng nào đấy. Dạ anh hai cứ yên tâm, em thấy tụi nó hợp nhau lắm. Tụi nó đang ở quán em nè, không biết nó nói cái gì mà nó cười quá trời luôn ạ. Vụ này mà thành á, tôi không quên công ơn mai mối của cô đâu. Dạ. Thôi, tôi có công chuyện chút, có gì lát tôi gọi lại sau nghe. Dạ, dạ, dạ. Em chào anh. Dạ. Trinh. Dạ. Cái màu son Trinh xài là màu gì đẹp quá vậy? Dạ, màu này là màu cam đất. Hồi ôi, màu cam đất hả? Cái màu này á nha, hot lắm luôn á, sức lên cái nhìn tay lắm. Ủa, anh cũng biết cái này nữa hả? Biết chứ, ở trên Sài Gòn á, anh đi diễn hoài à, cho nên anh cũng xài qua loại son này rồi. Ủa, mà cái hiệu son Trinh xài là cái hiệu gì vậy? À, là hiệu này nè. Trời ơi, cái hiệu này anh biết luôn, cái hiệu này giờ anh nổi tiếng lắm, bữa bạn anh cho anh mượn xài rồi. Đẹp ha. Vậy thôi anh ngồi đây chơi nha, em đi rửa tay.
Thằng giỏi quá, tấm thằng giỏi. Ê, lùm. Hôm nay hên vậy, cá rồi dính lia lịa, tôi sớm giờ không được con nào hết trời. Ủa, ông không biết hả? Tôi là tay sát cá từ nào tới giờ mà. Ghê vậy. Ừ. Quay. Vậy tay có sát gái không? Cái gì? Trời đất ơi. Tôi không có thèm đâu. Nghĩ sao trời? Nghĩ sao vậy? Gái mà ông ham gì cha? Thì còn nhiều cái để ham. Cười quá. Ê, hồi sáng giờ tôi câu nhiều rồi, mà bây giờ tôi buồn ngủ quá, tôi không câu nữa đâu. Đó, có cây á, nằm đó ngủ đi, lần nào về tôi kêu. Trời ơi, nghĩ làm sao, ngủ gốc cây hồi tôi lắn xong rồi sao? Bà dai. Gì? Cho tôi mượn bà dai á, tôi dựa vô tôi ngủ nha. Ê, nhưng mà... Ê! Thiệt hả? Chính mắt tao thấy rõ ràng nè. Như vậy là kết hợp chuyện của cô, kết hợp chuyện của con. Ừ. Suy ra... Không lẽ... Chẳng lẽ cái gì nữa? Chính xác 100%. Mày còn nghi ngờ nữa à? Bạn bè chơi lâu năm vậy mà giấu kỹ ha. Ê, dạ. Cái này á, tao gọi là bóc kính, không có cho ai biết, chứ không phải là lỡ dẹp dẹo với tụi kia đó mày ơi, mày biết không? Ừ. Mà cô, lỡ như mai mốt mình gặp lại á, mình kêu là anh ấy, không phải, mai mốt mình gặp lại, mình kêu anh bằng chị ta. Trời ơi, người ta đã như vậy, người ta giấu, thì mình cứ kêu bình thường đi. Dù sao người ta cũng giấu kỹ vậy mà. Coi như là mình cứ che mắt lại, không biết gì hết ha. Vậy cho nó dễ xử. Dạ. Được á. Ê, chú cha. Cái gì mày? Mày làm tao giật mình hoài à. Ngủi à. Tại hồi xưa không biết á, lỡ tắm chung rồi. Là tắm xong. Nam mô Di Đà Phật. Ông bà cha mẹ vì phù hộ độ trì cho gia đình con bình yên tai qua nạn khỏi, làm ăn phát tài phát đạt, cho con mau hết khăn tiếng, phù hộ cho mấy đứa nhỏ sớm lấy vợ gả chồng, đừng có con có cháu để nối dõi tông đường. Mô Phật. Trời ơi, may quá, anh còn thức. Ủa, có chuyện gì mà cô qua giờ này vậy? Có chuyện hệ trọng lắm anh ơi. Chuyện hệ trọng sao, không uống cà phê đó sao cô không nói luôn? Đêm hôm chạy ra đây làm gì? Anh ơi, ở quán cà phê nó đông người lắm, em không thể nói được. Bây giờ em qua đây, em mới nói nè. À, chuyện gì? Chuyện thằng Tám Tàn á, con trai của anh đó. Thằng Tám nhà tôi nó làm cái gì? Chính mắt em thấy rõ ràng. Thấy sao? Là nói vậy nè. Dạ. Là sao? Trời ơi, là nó bôi son nó miệng nó đó. Cái gì? Dạ. Quá trời quá đất mày rồi. Mày học rồi mà cái thứ đó ở đâu vậy ta? Dạ, con xin lỗi tía. Mày bỏ ngay mà cái thứ đó cho tao được không? Dạ, không được đâu tía ơi. Cái này nó có trong con người của con rồi, đâu phải muốn bỏ là bỏ được đâu tía. Tại sao hồi đó không có, bây giờ lại có là sao? Tại vì con mới phát hiện mới đây thôi tía. Trời ơi là trời. Tao tưởng đâu á là sinh ra hột gà hột vịt, ai dè đâu đẻ ra cái trứng lộn. Tao muốn mày lấy vợ, sinh con đẻ cháu cho tao. Dạ không được đâu tía ơi. Con á, con không có thích phụ nữ. Sẵn ở đây con tính xin tía một chuyện, tía cho phép con nè tía. Mày xin chuyện gì cũng được, nhưng mà mày không được quyền thay đổi. Con tính xin với tía cho con chuyển giới, con muốn sống thật với chính bản thân mình đó tía. Mày còn dám suy nghĩ chuyện đó nữa hả?
Chú hai, sao nay không uống cà phê mà ở nhà mặc bí xị vậy? Ăn uống gì vô. Sao vậy? Buồn lắm Tèo á. Có chuyện buồn hả? Nói con nghe đi, nhiều khi con gỡ rối cho được chú hai đó. Đèn nhà ai nấy sáng, mày hiểu không nói đâu. Sao hiểu được? Chú hai cứ úp mở hoài kêu con hiểu. Kể nghe chơi, đi. Ờ, kể đó. Mày về cù lao heo đi. Bước qua mương bèo cho lụ đạn nổ chết quéo đi. Hôm nay con qua đây ngủ chú hai uống cà phê, chú hai đủ con về. Ăn uống gì nổi. Chuyện là... Sao sao? Không nói. Ủa? Mày đi đâu qua đây vậy? Qua cứu chú hai đi uống cà phê. Mà ông không đi làm đỡ tốn tiền dễ sợ. Tao cũng qua đây nè. Chi vậy? Ê, mày mới chuyện gì hả? Chuyện gì? À mà thôi, tao không nói đâu. Ê, 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 ê. Nhìn mặt bà là tôi biết có chuyện nè, kể đi. Ừ, kể thì kể. Nhưng mà mày không có được nói cho ai là tao nói nghe chưa? Sao? Mày mà nói là tao tao chối ra chịu à. Bà làm với tôi nhiều chuyện lắm, kể đi. Ờ. Ừ. Tao chưa kể mà. Ủa vậy hả? Ờ kể đi. Vậy luôn hả? Chị nghĩ cái chuyện đó nó tốn tiền lắm á. Tiền đâu em làm. Chắc chắn một điều là tía má không có cho tiền đâu. Em không có cần tiền của tía má đâu. Em sẽ tự để dành tiền luôn. Trời ơi, để dành tiền là nhiều lắm luôn á. Mà chưa kể nha, chị nghe nói làm phẫu thuật như vậy á, nó đau dữ lắm mà nó nguy hiểm nữa. Chị có mấy người bạn á cũng giống em á, người ta cũng làm á. Em cũng biết. Em chuẩn bị tâm lý hết rồi. Chưa hết nữa. Cái gì nè, khi mà em phẫu thuật xong vài năm á là còn bị tình trạng là giống như là mất trí nhớ nè, rồi còn phải duy trì cái gì chích hay là uống hóc môn nữ đó. Giờ là không uống hóc môn nữ là nó còn râu ria mọc ra nữa, ghê lắm. Thân xác phụ nữ mà mọc râu kinh dị lắm á. Vậy sao? Thì đó. Cái gì vậy? Chạy dữ vậy cô? Cô qua đây á, cô báo tin là cái thằng Lâm ở xóm mình á, nó mới vừa thoát chết đó. Ủa, nó bị gì vậy cô? Trời ơi, thì nó bị cũng giống mà không. Nó đó, tự nhiên đi qua bên Thái á, chuyển giới gì đó. Nó tự nhiên cái bác sĩ kêu nó ăn kiêng, mình không kiêng. Tự nhiên cái ảnh thèm quá, anh chơi hết, uống sữa vô. Cái bây giờ hả, bị nhiễm trùng, may là thoát chết. Ghê không? May mà cứu kịp á. Ừ. Ủa, thấy ghê vậy? Đó, bởi vậy. Cô Hồng. Ủa, con đi đâu đây? Con đi kiếm cô đó, người ta chỉ cô qua bên đây nè. Ai dè cô đi qua đây, cô nhiều chuyện. Mày nói, tao đi công chuyện chứ không phải đi nhiều chuyện. Trời ơi, sao cái giọng mày bữa nay nghe nó khào khào đực quá vậy? Con bị đau họng. À, đau họng hả? Ừ. À, vậy là chắc hát nhiều đắt xô phải không? Cô thấy cái nghề của con sao nó cực quá à? Có thể nào mà mình đổi công việc khác để cho nó đỡ bấp bênh không con? Chứ nhiều lúc cũng muốn lắm cô. Nhưng mà có được đâu, có ai muốn thuê con đâu. Họ cứ chê con, nói con bê đê này nọ. Mà con đâu có muốn vậy đâu cô. Trời, sanh con ra vậy chứ con đâu có muốn đâu cô. Ừ, cô hiểu mà. Nhưng mà thôi đừng có buồn nữa. Qua bên cô pha nước chanh nóng cho uống cho đỡ tan tiếng ha. Đi.
ngủ tới giờ này chưa chờ chưa chật rồi còn ngáp nữa hả con? Dạ thưa tía, tại ở trên Sài Gòn á, giờ này con ngủ không mấy dậy không mà, cho nên con quen giờ rồi tía. Trên Sài Gòn khác, về dưới quê khác, phải sửa lại chứ. Thằng Bảy Cò anh con á, nó ra đồng từ mặt trời chưa mọc. Dạ con biết rồi tía. Ngồi xuống đi, tía có chuyện này muốn nói với con. Mà có chuyện gì vậy tía? Hôm rày tía cũng có suy nghĩ, cũng có tìm hiểu. Tía biết giới tính không phải do mình muốn được. Vậy ý của tía là... Cho nên á... Cho nên thì sao tía? Đa đa đậu nhánh đa đa, chồng gần không lấy, đi lấy chồng xa. Lỡ mai cha yêu mẹ già, chén cơm đôi đũa, bộ kỹ trà ái dân. Ông à, mới ngủ. Ê, nói nghe. Đây, gì vậy? Quà Sài Gòn. Chu cha, này có quà cho tôi nữa hả? Ừ. Trời đẹp quá. Tao mua cái quà này cũng lâu rồi đó, nhưng mà về tới đây rồi cứ lu bu tùm lum việc hết. Bữa nay mới qua mày được á. Để tôi thử thử nha. Trời ơi, mùi gì thơm với trời. Đúng vậy, cái mùi tao thích luôn á. Tôi lựa mà. Đã quá. Sao vậy? Như bà vậy mà sướng. Tôi thì... Đó, lại nữa rồi. Thôi, đừng có làm vậy, có gì đâu mà buồn chứ. Tao nói thiệt với mày á, không hẳn là ở Sài Gòn sướng đâu. Đi lên Sài Gòn nó cũng phải đi làm á, tối ngày tối mặt hết trơn á. Nhiều khi thèm một giấc ngủ cũng không có nữa. Tôi nói thiệt, tôi mà không mắc thằng nhỏ thì tôi cũng lên Sài Gòn với bà cho rồi. Ở dưới đây, chán muốn chết. Lại than. Ê, bà có hối hận khi mà bà sanh nó không? Không, tôi không hối hận. Đó, vậy mới được chứ. Tôi nói thiệt với bà, ở dưới quê mình thì đúng là cái trường hợp như bà nó có vẻ là hơi khó chấp nhận. Nhưng mà ở trên Sài Gòn á, mấy cái chuyện này nó bình thường lắm rồi á. Tôi thấy á, nhiều khi người ta còn công khai. Miễn làm sao mình làm đúng lương tâm của mình, mình yêu thương con của mình là được rồi. Còn đỡ hơn những trường hợp mà người mẹ nhẫn tâm bỏ con của mình, những cái trường hợp đó mới đáng trách. Cho nên là bà đừng có buồn, đừng có lo gì hết á. Nhưng mà tôi phục bà lắm á. Tôi không hiểu tại sao bà có thể làm được điều đó. Sao vậy? Chỉ cần hai mẹ con lúc nào cũng bên nhau thì chuyện gì tôi làm cũng được hết trơn á. Công nhận luôn. Bây giờ người ta có con rồi, người ta nói chuyện khác hẳn người xưa. Lớn hẳn luôn. Thì ai cũng phải lớn chứ, không lẽ nhỏ hoài hả? Ê, tôi có nít hoài nha. Trời đất ơi. Ngủ ngon quá ha. Cà phê nè. Cà phê đây ngon lắm á. Tú hoài à. Cô Hồng ơi, cô Hồng. Ủa, nhái, gì con? Cô làm cho con ly nước cam mang về nghe. Rồi đợi cô chút nha, cô làm liền nghe. Ê, nhìn dễ thương ha. Tưởng ai chứ nhau này tao biết. Thiệt hả? Thiệt. Ai vợ? Còn hai nhái còn từ ít chứ ai. Ê, mày biết, mày giới thiệu cho tao đi. Suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ rồi. Đây là hàng khuyến mãi đó nha. Khuyến mãi? Là sao? Thì mua một tặng một. Mua một tặng một. Thôi, có chồng rồi hả? Không, có chồng thì nói làm gì. Là mẹ đơn thân. Hả?
Thôi, tao biết rồi, trời ơi. Sao? Vậy còn hứng thú nữa không? Tao giới thiệu cho. Thôi, nghe thấy phát ngán rồi. Lỡ, dẫn về bà già biết thêm có đứa nhỏ nữa, cào đầu tao chết. Khó quá, trời quá. Nè, hai đứa mới nói gì đó? Nãy giờ uống cà phê đây có ai nói gì đâu trời. Đừng tưởng tôi đi, tôi nghe hết trơn rồi đó. Đàn ông con trai mà đi lấy chuyện của người khác ra soi mói nhiều chuyện là sao? Lần sau mà nhiều chuyện nữa là đừng có trách tôi rồi nghe. Người ta mẹ đơn thân thì sao? Gái một con sao? Nè, gái một con nè, sao? Nhái, 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 nhái. Nhái, nhái, cam nè con, nhái. Trời đất ơi, tụi này sao vậy trời? Nhái, nhái, trời ơi, nhái, 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 nhái. Ủa, anh Bảy Cò? Trời ơi, làm gì chạy nhanh dữ vậy? Em có chạy đâu, em đi bình thường mà. Trời ơi, bình thường mà tôi ruột muốn hụt hơi luôn. Ủa, nhưng mà anh Bảy ruột theo em làm cái gì? Thì anh sợ nhái. Anh sợ gì? Anh sợ tôi nghĩ quẩn đúng không? Nhưng mà giờ tôi còn có con tôi nữa, tôi không có làm ba cái chuyện dại dột đó đâu. Nhái nghĩ vậy được á? Trời, biết nghĩ vậy là tôi mừng cho nhái. Nhưng mà nhái đừng buồn, mấy người đó ăn nói bậy bạ quá. Buồn gì chứ, họ nói đúng mà. Anh nhận giọng em ra hả? Nhái hả? Tại số lạ nên quên. Mấy ngày nay anh có chuyện bận hả? Xem gọi anh không có được vậy? Mấy ngày anh hơi bận. Ủa, mà em kiếm anh có chuyện gì vậy? Có chuyện mới kiếm chứ. Em có này muốn báo cho anh biết nè. Tin vui. Em có thai rồi. Cái gì? Thiệt không? Thiệt. Em mới đi khám về mà. Ê, đừng giỡn mặt nha. Của anh chứ của ai mà còn hỏi. Chắc không á. Ê, hỏi vậy là muốn làm sao? Ý của anh á là muốn chối bỏ trách nhiệm đúng không? Đúng không? Từ lúc quen em, anh đã nói rồi, mình không nên thì có con. Sao em không ngờ bây giờ đổ thừa tại anh? Anh không cần biết, em tự giải quyết đi, đừng có tìm anh nữa. Cái gì vậy? Alo? Alo? Trời ơi, giỡn mặt hết trời. Thuê bao quý khách vừa gọi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nhi! Dạ? Mày biết tội của mày chưa nhi? Hả? Dạ. Cái gì? Tao chưa đánh mày có qua vậy? Hả? Dạ, con không trước. Trời đất ơi, mày làm như vậy là mày làm xấu hổ mặt mày, tía mày. Mày biết không? Hả? Tía. Cái gì? Không ơi, tí đánh con luôn đi tía, chứ tía đựng nhịp. Sao? Con nhột. Trời đất ơi, mày bỏ nó cho tía. Bên kia mẹ là tía, mày bỏ nó cho tía. Sao vậy? Con không bỏ đâu, nó cũng là con của con. Trời ơi, nhưng mà tía làm sao nhìn mặt bà con hàng xóm. Mày làm như vậy là mày bôi trâu trát đôi vào mặt tía mày rồi biết không? Tía. Cái gì? Bôi trò trát trấu tía. Mày chửa lên tao. Chửa lên tao. Ông ơi, ông cho tôi xin đi ông. Cái gì? Không lẽ ông muốn đánh chết con mình hả ông? Đó, đúng là nói đúng. Con hư tại mẹ, bà có tin được tôi đánh mày luôn không? Hả? Hả? Dạ. Bà làm gì vậy? Ông đánh luôn tôi đi. Trời ơi, chọc tức luôn ông ơi. Trời ơi là trời. Má hỏi nè. Dạ.
Thằng đó đó, nó có biết là con có thai không? Dạ biết. Anh nghĩ đi, cái thời điểm kinh khủng nhất của tôi còn trải qua được, thì ba cái này thì có nghĩa lý gì đâu. Ờ ha, nhái nghĩ vậy là được á. Mình phải vì con mà sống. Bây giờ đối với em, con là điểm tựa lớn nhất, nên không có cái gì dễ gục ngã được em đâu. Hay. Ủa, mà anh Bảy tính đi đâu hả? Chết cha, tí anh kêu anh đi mua cà phê mà anh quên. Thôi để anh chạy lại quán cô Hồng anh mua. Em tự về mình nha. Dạ dạ. Chạy anh chết. Bán ly phê bà Hồng. Trời ơi, sáng gì? Sớm lại mày nữa hả? Lẹ đi. Uống trà đá đỡ đi. Mày thiếu tao ly thứ 8 rồi, đúng không? 10 ly trả luôn bà ơi. Mỗi một ngày tao có khách như mày, chắc tao cục vốn luôn quá. Trời, đại gia mà than hoài. Đại gia cái gì? Đại gia là đa dạng, có cái gì ngon đâu chứ. Ôi, nay bà đặt chơi chữ nữa ha. Mà tôi nói bà nghe nè, bà có thấy cuộc đời này nó bất công không? Đúng rồi, cuộc đời này bất công chứ. Mày nghĩ đúng không? Tao bán cà phê nè. Người á thì vô thì trả bằng tiền mặt. Còn có những thằng á đưa cái mặt vô hoài à, nhục. Không phải, ý tôi á là cuộc đời thật lắm bất công. Thằng thì nhiều vợ, thằng không em nào. Ý mày nói mày đó hả? Chứ ai nữa. Mà tôi nói bà nghe, một người thanh niên đàng hoàng, tử tế mà đẹp trai như tôi vậy nè, mà không có người yêu mới tức chứ. Mày biết sao không con? Sao? Tại vì mày á, mày tẩn quá. Mà tao thấy mày cũng đẹp trai á. Nghề nghiệp ổn định. Xe ôm chạy đều đều. Nhưng mà mày tẩn, con gái nó thấy mày nó chạy mất dép rồi. Mày thử á, mày đàng hoàng một chút, tử tế một chút thì đâu có ế. Hèn chi, mấy rứa trong xóm này nói tôi tẩn mà tôi không tin bà. Giờ mày mới biết hả? Ê, bà bảo có em nào ngon ngon giới thiệu tôi đi. Tao lại mày nha, để tao buôn bán nha. Tao mà giới thiệu cho mày á, mỗi ngày nó vô mắng vốn tao cho tao chết quá. Không dám đâu bà, nó quen tôi nó mê như điếu đổ cho mắng vốn. Vậy hả? Đi tự kiếm đi ha. Không giới thiệu thôi bà ơi, tôi tự kiếm, cái lúc đó tôi mời mày đi đám cưới ha. Vậy hả? Được rồi, mày giỏi mày, mày làm đám cưới đi, mày mời tao đi. Tao mừng cho mày cái ba lì xì bự luôn. Rồi, vậy nha. Tao đi lấy cà phê cho mày nha. Lúc đó ha, cái tôi khuyến mãi cho bà một kèm một luôn, được không? Ngon lạnh, lẹ đi. Ê kìa, mày mới nói gì hả mày? Mày buông mới nói ra gì? Mày mới nói gì? Buông ra mày ngon nói lại coi. Nói, mày nói gì đâu? Cái gì vậy, cái gì vậy? Nha. Cái gì vậy? Quán của tao mà. Cô Hồng nghe không? Không nói gì không? Tao đây nè, ở dưới đây nè. Dạ. Mày ngó đâu vậy? Dạ cô Hồng. Cô Hồng nghe ổng nói gì không? Nói cái gì? Mày nói ông cái gì? Quá đáng lắm luôn á. Nói gì quá đáng mày? Tự nhiên tôi đang ngồi cái nó núm đầu tôi kìa. Tại sao? Ông nói cái gì khuyến mãi mua một tặng một là sao hả? Là sao? Thì tôi nói đám cưới tôi khuyến mãi cho cô Hồng dắt thêm một người nữa, không được hả? Trời ơi, đám cưới mà khuyến mãi đúng rồi mày. Đám cưới nó khuyến mãi cho tao dắt thêm một người là thằng bồ của tao đó. Mà chưa dắt gì bà có bồ nữa. Sao mày nói vậy con? Ủa vậy là nãy giờ mình nói vụ đám cưới chứ không phải vụ kia. Vụ gì mày? Đám cưới nó đang mơ. Mơ gì thì cũng tính vậy thôi. Dạ, em xin lỗi anh Tèo. Xin lỗi cù lôi á. Thôi mày, sung quá, nó đã xin lỗi rồi, uống cà phê đi. Thì thôi. Còn mày nữa. Dạ. Hồi nãy á, mày chạy theo con Hai Nhá đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ quay lại đây chi vậy? Thì quay lại. Trời ơi. Cô Hồng nhắc con cũng quên luôn. Tiến dặn đi mua cà phê mà nãy giờ con xào quần quên luôn. Mua cà phê? Dạ. Có đây tiền không? Dạ không. Hả? Sao vậy? Phải trả tiền chứ. Đúng rồi, mua phải trả chứ. Ồ. Mà tại sao? Trời đất ơi, sao mày giống thằng này quá vậy? Nó đưa cái mặt ra không à. Sáng giờ tao mệt rồi đó nha. Tao phải đi đốt phong long á, tao mới lấy cà phê cho mày. Thôi tao vô lấy cà phê nè, nhớ nha, ghi sổ á. Cô gì mày? Đám cưới. Nhớ mời em nha. Không mày.
mày bỏ nó cho đi. Chào không được. Dù gì nó cũng là con của con. Trời ơi, nhưng mà tí làm sao hình nhìn mặt bà con hàng xóm. Mày làm như vậy là mày bôi trâu trát đôi vào mặt tí mày rồi biết không? Tía. Cái gì? Bôi trò trát trấu tía. Trời ơi, trở lên tao. Trở lên mà. Trở lên. Đâu rồi tía ơi, đâu rồi tía ơi. Trời đất ơi, còn bà nữa. Tao nói đúng đấy mà. Con hư tại mẹ mà. Bà có tin là tôi đánh bà luôn không? Hả? Hả? Không nhận. Hồi lúc trước mình dở thiệt ta. Phải chi mình bàn với nhái, mình lãnh cái hậu quả đó đi. Thì bây giờ nhái đâu bị người ta cười đâu. Ủa, nghe ai ngốc bắt mình đổ vỏ là sao? Mình muốn đổ vỏ chưa chắc gì nhái chịu nữa. Bước qua dòng sông, hỏi từng con sông, đời người con gái không muốn yêu ai được không? Cô Hồng. Ủa? Lan, con mới về hả? Con vừa về là qua thăm cô. Trời liền ơi, đó. Trời ơi, sao đẹp quá vậy? Ủa? Cùng cưng á, chồng cưng á. Con của con gửi nhà nhỏ bạn con trên thành phố rồi. Trời ơi, sao không dắt nó về, con nựng nó một cái coi. Con về rồi mai con đi sớm nữa. Dẫn nó theo đường xá xa xôi tội nghiệp nó cô. Sao gấp dữ vậy? Rồi cần chồng đâu? Rồi chồng có về với con không? Chồng có về với con không? Dạ, con ly dị chồng rồi cô. Cái gì vậy? Con còn nhỏ xíu ly dị gì? Cô coi nè. Sao vậy con? Té hả? Chồng con nó đánh con đó. Trời đất ơi! Sao mà? Sao cô thấy cái thằng đó nó cũng hiền lành chất phác lắm mà? Sao nó quýnh vợ con dữ vậy? Vũ phu quá à. Vậy mới nói, nên con mới quyết định ly dị đó. Con chịu hết nổi rồi. Suy nghĩ kỹ chưa? Con đã tha thứ cho nó rất nhiều lần rồi. Nhưng mà chứng nào tật đó à. Nên thôi, con quyết định ly dị luôn. Cô hỏi nè, vậy nuôi con mình có cực lắm không con? Dạ, lúc đầu cũng có hơi cực một chút. Nhưng mà giờ con quen rồi. Cô hỏi nè, có tin kiếm chồng nữa không? Vui lắm á, có chồng vui lắm. Thôi, con nghe cô nhắc đến chồng con ngán muốn. Trời, chết luôn à. Làm gì ngán, có chồng làm gì ngán, chỉ có tình heo mới ngán chứ chồng làm gì ngán. Cô thấy là cô ngán đâu. Lấy nó về chỉ tổ hầu hạ nó thôi, ở một mình vậy sướng hơn không? Nghĩ sao kỳ quá vậy, hả? Sướng thiệt không? Hả? Cô coi nè, bây giờ con mới sướng, tự do. Thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi. Lấy chồng dễ gì được như vậy cô. Cô thấy thời buổi giờ con gái suy nghĩ kỳ quá. Đứa nào cũng nghĩ kiếm một đứa con là đủ rồi, khỏi cần chồng. Trời ơi, suy nghĩ bậy bạ, không có được đâu. Không có được chút xíu nào hết trơn á. Phụ nữ bây giờ chỉ sợ không có tiền thôi. Còn chồng á không có sợ. Cô nói thiệt với con nha, cái kiểu suy nghĩ này á, ngày xưa cỡ cô á, hay là thời trước á, là sẽ bị chửi, bị mắng, thậm chí bị cạo đầu luôn á. Nói thiệt luôn á, ai lại suy nghĩ kỳ vậy không biết nữa. Cô ơi, thời bây giờ phụ nữ làm mẹ đơn thân rất là nhiều. Miễn mình sống sao mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc nữa thì mình cứ sống. Chứ mà mang tiếng lấy chồng mà về nó đánh lên bờ xuống ruộng thì thôi, ở mình dày cho khỏe. Nghĩ cũng đúng ha. Gặp thằng chồng mà nó thương mình á, nó lo lắng chu đáo cho mình á thì được. Còn thôi nó say xỉn về, nó đòi tiền, nó nhậu nhẹt rồi nó quýnh mình. Ôi thôi, sợ thiệt. Đó, con nhỏ bạn con đó đang trong tình huống bây giờ rất là khổ. Ở gì mà cô thấy cũng không đúng nữa. Cũng có người này người kia thôi chứ đâu phải ai cũng vậy. Cứ không qua được á nắm à, hình xui thôi. Ý con ở đây không phải vừa đủ cả nắm. Nhưng mà theo con thấy như cô nói mà hên xui á, khi nào hên hẳn hay ha. Cái con này suy nghĩ kỳ cục quá. Ê bà Hồng. Hồng không mang tiếp. Thôi ra đây đi nhanh lên. Tao hả? Cái vụ gì vụ gì mà tao nói trước là tao không bán thiếu đâu nha.
Tao nói trước rằng tao có khách đó nha. Cái gì vậy? Trời đất ơi, bậy bạ, làm tôi quê bà. Alo, Tía hả? Dạ, con biết rồi. Con đang đi kiếm anh Tèo nè Tía. Dạ, dạ. Ai à? Cháu tao á, mày thấy giống tao, đẹp giống tao không? Cái thằng này thiệt á, thấy gái tùm tớp à. Có chồng chưa? Không có chồng. Là mai tôi đi. Vô mất rồi. Nhưng mà là single mum. Ủa là sao? Mum á, mum, mum là mẹ đó, mẹ đó. Là sao? Mẹ là sao? Mẹ đơn thân, không có chồng mà có đứa con hả? Thôi. Có con rồi hả? Có nữa à. Trời ơi. Sao vậy? Sao tôi trễ hơn người ta một bước hoài vậy trời? Đời tôi cô đơn nết. Thôi đi, tôi quê xị còn hát hát nữa. Dạ, con chào cô. Anh Tèo, anh có rảnh đó không? À, rảnh, đâu làm gì đâu. Vậy em chở em lên trạm xá giùm với. Ôi trời, con có bầu nữa hả? Dạ không, con của con bị sốt hôm qua tới giờ. Ôi trời chết rồi, cho lẹ lên con nít đó mà nó sốt mà nó hay giật kinh phong lắm á. Trời đất ơi, bà mắm bằng muối. Tao nói thiệt, tao chưa có con mà tao biết, tao biết. Lẹ lên đi anh Tèo. Ờ, giờ tôi chở cô về, ẵm đứa nhỏ lên trạm xá liền, đi đi. Thấy chưa, lúc này người đàn ông mới là quan trọng nè, mới cần thiết nè. Bước qua dòng sông, hồi từng còn sống, đời người con gái không muốn yêu ai được không?